Đây là căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Giò và bà Phạm Thị Lệ ở tổ 6, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, được chính quyền địa phương xây tặng gần 2 năm qua. Căn nhà có một phòng khách, hai phòng ngủ, rộng rãi thoáng mát, tạo sự yên tâm cho gia đình ông Giò, bà Lệ trong những ngày tháng qua. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Giò và bà Phạm Thị Lệ có gia cảnh hết sức khó khăn. Ông năm nay đã gần 60, hàng ngày vẫn mò cua bắt ốc ngoài sông mang về cho vợ đem ra chợ bán. Hai vợ chồng bà Lệ hiện đang chăm lo cho một người con bị nhiễm chất độc da cam, trí tuệ chậm phát triển. Cả gia đình ông bà nhiều năm ở trong căn nhà sập xệ, mưa tạt gió lùa, nhưng không có khả năng xây dựng cho mình một căn nhà mới. Trước những khó khăn đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phước đã vận động được nguồn quỹ gần 100 triệu đồng giúp vợ chồng ông Giò bà Lệ có được căn nhà khang trang như hôm nay. Nhờ cái sự quan tâm của bên phường với lại các cấp chính quyền đó, thì cũng thấy gia đình tôi khó khăn quá cho nên mới cho tôi được cái căn nhà đại đoàn kết là năm 2009, là 2 năm rồi. Thì từ hồi tôi thấy, từ hồi mà có cái nhà này tới bây giờ nó chung thì không sợ mà giọt mưa nữa cũng mừng chỗ đó. Giờ an tâm với cái phần đó rồi, giờ chỉ là cuộc sống thì cũng hơi ổn định hơn, cũng rất là mừng. Phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ hiện nay có hơn 5.600 hộ với hơn 16.000 nhân khẩu. Do là địa bàn đang phát triển công nghiệp khá nhanh, ngoài những hộ thường trú của địa phương, thì hàng năm Tân Phước còn đón nhận một lượng lớn lao động từ các nơi nhập cư về đây, sinh sống và làm việc. 3 năm trước đây, tỷ lệ hộ nghèo tại phường Tân Phước gần 120 hộ. Vấn đề này đã đặt ra cho địa phương nhiều thách thức trong việc giảm nghèo cho bà con. Với tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác giảm nghèo, những năm qua phường Tân Phước đã không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, như hỗ trợ cho các hoàn cảnh yếu thế, bảo trợ các em nhỏ mồ côi đến trường, tặng quà, gạo cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn theo từng tháng. Trong đó, địa phương đặc biệt quan tâm xây nhà tình thương, xây nhà đại đoàn kết cho những hộ không có nhà ở. Đội ngũ cán bộ phường, hội đoàn thể như Mặt trận, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân luôn sâu sát tại các khu vực dân cư, thăm hỏi, tìm hiểu về đời sống từng hộ dân. Từ đó có sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, đồng thời cùng chung tay tích cực vận động, tìm kiếm nguồn quỹ để xây nhà mới, giúp người dân có nơi ăn chốn ở ổn định. Có những lao động nghèo khó khăn, đặc biệt là về cái nhà ở, thì chúng tôi cũng đã đi tìm hiểu vào những hoàn cảnh đó. Họ cũng được sự quan tâm của các mạnh thường quân, các đơn vị thiện nguyện đến tìm hiểu và xây dựng cho họ những căn nhà khang trang ấm cúng. Sau khi mà họ nhận được những căn nhà này thì họ cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Và đối với chúng tôi làm công tác này, chúng tôi cũng cảm thấy là cũng rất hạnh phúc vì họ có được niềm vui. Được biết, ngoài nguồn hỗ trợ của Quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phú Mỹ vận động từ các doanh nghiệp, hàng năm các ban ngành đoàn thể phường Tân Phước còn duy trì quỹ giúp người nghèo để xây dựng nhà mới. Không chỉ vận động nguồn quỹ trong dân, mà những người làm công tác mặt trận, công tác giảm nghèo, tích cực thông qua các mối quan hệ của mình, kêu gọi thêm các hội nhóm, các doanh nghiệp cùng giúp đỡ. Mặc dù trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phường Tân Phước ngoài việc hỗ trợ bà con khó khăn, các hộ phòng trọ vượt qua cơn khốn khó. Song song đó, công tác xây sửa nhà cho hộ nghèo tại địa phương vẫn được duy trì. Đây là căn nhà của chị Nguyễn Thị Thắm ở khu phố Ông Trịnh, vừa được phường hỗ trợ 20 triệu đồng, sửa chữa xong và chuẩn bị bàn giao cho gia đình chị. Hoàn cảnh của chị Thắm có con trai vừa qua đời vì bệnh tật, còn con gái thì làm việc ở Bình Dương, nhưng do dịch COVID-19 nên cũng thất nghiệp và không về được. Con gái chị để lại hai cháu cho chị chăm sóc. Hàng ngày chị Thắm đi làm thuê, lợp lá dừa kiếm chút tiền về nuôi cháu. Thấu hiểu được hoàn cảnh của chị, nên phường Tân Phước đã trích nguồn quỹ vì người nghèo, hỗ trợ cho chị sửa lại căn nhà. Ngày hôm nay thì bên Mặt trận Tân Phước có hỗ trợ cho tôi là 20 triệu, là sửa lại cái nhà. Tôi rất là mừng. Mà không còn giọt nữa, sau cho hai đứa cháu nó ngủ yên, rất là mừng. Từ năm 2019 đến nay, địa phương đã xây dựng được 12 căn nhà mới, sửa chữa 13 căn nhà xuống cấp cho người nghèo, với số tiền gần 2 tỷ 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương phường Tân Phước còn tạo điều kiện cho các hộ khó khăn tiếp cận với các mô hình sản xuất,
các chương trình vay vốn tự phát triển kinh tế thoát nghèo. Nếu như năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của phường Tân Phước là gần 120 hộ, đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương chỉ còn 46 hộ. Những kết quả trên là sự nỗ lực chung sức đồng lòng của chính quyền, hội đoàn thể và nhân dân phường Tân Phước trong hành trình giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.